Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín và 7146577866 Happy jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Chào anh. Một chào lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay và đầu tiên vẫn là thời tiết. Riêng ở miền Bắc California, tình trạng vẫn tiếp tục đóng cửa trên các xa lộ mà chúng tôi đã thưa với quý vị từ trước, xa lộ 5 và xa lộ 80. Ngày hôm nay mưa có vào tiếp tục À, thưa quý vị và thưa anh miền Nam đó coi như là à, cái đợt bão hồi cuối tuần vừa rồi nó qua rồi cho nên là hôm nay với lại ngày mai thứ ba thì chúng ta có hai ngày được à, khô ráo hai hôm nay đó thì à, nhiệt độ trung bình khoảng đầu vào 65 đến 67 à, gió thì cũng khoảng 10 dặm một giờ nhưng mà bắt đầu đến thứ tư thì lại có một cái đợt mưa nữa kéo ừ. về thưa quý vị à, thứ tư cái à, phần trăm mà mưa lên đến 70 mấy gần 80 phần trăm lần à, thứ năm thì cái giống như mưa nó vẫn bớt bớt thôi, cho nên là chắc vẫn còn những cái đợt mưa nhỏ nhỏ. À, tuy nhiên ở như lúc nãy cô nghe An Thủy nói đó miền Bắc, à, chẳng hạn như là à, cái công viên quốc gia Sequoia đó, à, ngày hôm qua cái gió họ đo được đó là hơn một trăm mấy chục dặm một giờ cho nên là cả cái nơi đó đóng cửa không cho người ta đi vào cắm trại thưa quý vị và đến thứ tư này thì lại một cái đợt bão kéo về nữa cho nên bây giờ các giới chức của vườn quốc gia họ nói là không biết bao giờ họ mới mở cửa trở lại khu vực sạch Yosemite cũng đã đóng cửa từ hôm thứ sáu tuần rồi à, rất nhiều người đã búc cho nên chúng tôi thấy trên các hình ảnh đó nhiều chiếc xe vẫn tiếp tục chạy lên họ hy vọng là lên trên này thì không xảy ra mà trước đó họ đã biết trước cái tình trạng là cảnh báo là nếu không có lý do nào thì đừng ra đường và đặc biệt là đến cái khu vực Uh, Lake Tahoe, rồi Mammoth, um, vùng uh, núi Sierra Nevada uh, giáp danh với Nevada và kể cả tiểu bang Utah nữa, thưa quý vị. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán gặp phải khá nhiều tin không vui. Thứ nhất là JetBlue Spirit đã bị tòa ngăn chặn bởi vì họ sợ gây xáo trộn đến cái việc mà cạnh tranh bất công khi mà hai hãng này tìm cách mà liên đới với nhau thất bại. À, Tesla cho biết là trong vòng một năm qua cái việc mà sản xuất xe điện cũng đang gặp trở ngại cho nên khu vực phía Tesla. Apple thì đương đầu với cái vụ tiền phạt của châu Âu lên tới 2 tỷ Mỹ Kim. Đó là những điểm đồng thời giới đầu tư vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng lạm phát khi giá dầu tăng rất cao thưa quý vị. 80 đồng là hôm thứ Sáu vừa rồi. Dow Jones xuống 88 điểm, Nasdaq xuống 25, S&P 500 xuống hơn 2 điểm. Tesla xuống gần 6%. Rồi Paramount cũng bị ảnh hưởng. À nói chung là các hãng làm phim ở Hollywood đều bị ảnh hưởng nặng Paramount xuống hơn 5%, rồi Warner Bros xuống 4,7 à Công trái phiếu 10 năm là 4,22 vẫn tiếp tục ở mức cao. À dầu hôm nay xuống chút đỉnh thôi nhưng vẫn ở mức 79 đồng 23 sen, chưa kể là các quốc gia sản xuất dầu hỏa họ đang quyết định vẫn tiếp tục giữ trữ lượng sản xuất dầu thô ở mức thấp để giữ cho giá dầu cao. Đây là tin vui cho Nga cũng như là Ả Rập Saudi, hai quốc gia đứng đầu trong việc sản xuất dầu hỏa và nỗ lực tìm cách giảm bớt sản lượng dầu vàng à, lên được gần 19 đô. Vàng hôm nay là 2114 lên tới 2115 rồi thưa quý vị và tiếp tục nhích lên. Các à, người đầu tư vào vàng họ vẫn tin tưởng là vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới và trong đó bản tin nói rằng có thể nếu có nhiều biến động vàng có thể lên tới 3000 đô la một Troy ounce thưa quý vị. Và thưa quý vị, cách đây nửa tiếng thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết mà khiến cho ông Trump rất là vui mừng khi mà tối cao pháp viện nói rằng chính quyền các tiểu bang không có quyền gạch tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu cử bởi vì những cái hành động của ông đã dẫn đến cái cuộc bạo loạn ở tại Điện Capitol. Thì phía quý vị cũng nhớ tòa tối cao ở Colorado đã viện dẫn cái tu chính án số 14 điều số 3 nói rằng những người trước đây từng giữ những cái chức vụ ở trong chính quyền nhưng mà tham gia bạo loạn thì sẽ bị cấm không được tranh cử vào bất kỳ chức vụ nào khác nữa. Tuy nhiên phía tối cao pháp viện đã à, nói như thế này. Tòa Colorado đã sai khi mà cho rằng chính quyền các tiểu bang có quyền xác định liệu một ứng viên tổng thống có đủ điều kiện ra tranh cử hay là không. À, bởi vì cái phán quyết này nói rằng quốc hội chứ không phải các tiểu bang mới có thẩm quyền đặt ra các quy định của hiến pháp. Chẳng hạn như cái tu chính án số 14 mà Colorado viện dẫn. À, chính vì vậy cũng chỉ có quốc hội mới có quyền enforce cái hiến pháp này để mà loại bỏ tư cách tranh cử của một người. Và cái quyết định này áp dụng cho tất cả các tiểu bang chứ không chỉ riêng Colorado. Và với cái cái cách giải thích như thế này thì tối cao pháp viện cũng không cần phải phân tích hoặc xác định là những cái hành động hay là lời nói của ông Trump ngày hôm đó nó đã gián tiếp hay là à, trực tiếp gây ra cái cuộc bạo loạn tại vì nó không có nằm ở trong cái chuyện mà phải phân tích cái hành động của ông nữa mà là chính quyền các tiểu bang không có cái thẩm quyền viện dẫn các tu chính án ra để mà loại bỏ cái tư cách ứng cử của một người thì à, cái à, chúng ta cũng nhớ là Colorado là cái tiểu bang đầu tiên viện dẫn cái này để kiện không cho ông Trump ra tranh cử rồi sau đó có hai tiểu bang khác là Maine và Illinois thì với cái phán quyết này ngay lập tức hai cái vụ loại bỏ ông Trump ở hai tiểu bang kia cũng ngay lập tức bị chặn lại thưa quý vị và cái phán quyết này đó cũng khuyến cáo về cái mối nguy hiểm sẽ xảy ra ở khắp đất nước nếu như mà để cho các chính quyền các tiểu bang trong đó có những cái giống như là quan chức mà xem xét những cái cơ quan bầu cử họ nghĩ là họ họ có cái tự do để mà xác định là liệu một người có thể ra ứng cử tổng thống hay không chính vì vậy mà ông Trump ngay lập tức khi mà có phán quyết thì ông đã lên trên mạng xã hội ông viết tức Cả bằng chữ viết hoa thôi quý vị. Ông ghi là một chiến thắng cho Hoa Kỳ. Yeah, vâng cũng đúng thôi. Người ta cũng tin đoán là như thế. Lý do à, tòa nói rằng cứ mỗi tiểu bang mà cứ tự ý áp dụng cái quyền quyết định ai là người trên lá phiếu thì cái chuyện đó nó hỗn loạn và không chấp nhận được và bất cứ những cái vấn đề nào bởi vì đây là cấp liên bang mà với vai trò là ứng viên tổng thống nữa thì những cái quyền quyết định à, tòa không phán xét cái chuyện ông trump có tội hay không có tội trong cái vụ mà tấn công tòa nhà quốc hội cái chuyện đó tòa nói rằng để cho quốc hội được quyền và quốc hội luôn luôn là một à, nhánh chính phủ duy nhất có thể mang ông tổng thống hay là ông cựu tổng thống vân vân nếu mà cứu xét về vấn đề hiến pháp để mà nếu mà ông à, tổng thống đó đã đương nhiệm thì thường chúng ta thấy đó à, quốc hội toàn quyền được quyền đưa ra luận tội rồi chuốt phế rồi họ sẽ bỏ phiếu nếu mà không đạt được hội đủ 2 phần 3 phiếu bầu thì người tổng thống đó vẫn tiếp tục như chúng ta đã từng thấy từ quá khứ cho đến giờ phút này ngoại trừ trường hợp của ông Richard Nixon là phải tuyên bố từ chức bởi vì lúc đó cái thời điểm chính trị lúc đó xem ra nếu mà không từ chức thì quốc hội cũng bỏ phiếu chuất phế bởi vì cái hình tội à, quá nặng đi trường hợp của ông trump nó lại khác và chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý